xin chào Việt Nam. Anh lần đầu tiên bạn tới Việt Nam hay là đây là bao nhiêu bạn tới Việt Nam? Yes, I come to Vietnam for time for this event. Đây là lần đầu tiên Linh đến Việt Nam. Cảm xúc của bạn như thế nào? How did you feel for now? You know, I'm feel so proud of myself. I can join this event. Yes, because this event very big and I'm so proud. Yes, I can. And thank you, Helen. Thank you, makeup artist. Thank you, designer, Vietnam designer, to be me here. Đây là lần đầu tiên Linh đến Việt Nam thì có một chút hồi hộp vì đây là một cái event lớn, một cái sự kiện thời trang của Việt Nam. Linh thật sự rất là cảm ơn designer, makeup và những cái ekip Việt Nam đã tạo điều kiện cho Linh đến ngày hôm nay. Tham dự trong một cái chương trình thời trang ở ngay phố đi bộ Nguyễn Huệ thì là một cái địa điểm rất là quen thuộc và nổi tiếng của Sài Gòn. Thì Linh có một cái cảm xúc gì? Is this the first time you come to Vietnam and this event very big in the center of Ho Chi Minh City? And how do you feel for this event? Can you let the everyone know? You know, I feel excited before I come. I do homework. What I have to wear? What I how to, I how I have to walk? And how I meet my I meet some new friends from Vietnam. And this one, this city Ho Chi Minh is very big. I'm excited. Em đã đi extend to come here. Linh rất là hứng thú với lại cái event lần này là bởi vì sẽ gặp được rất là nhiều người mẫu, nhiều bạn và cái ekip rất là professional và chuyên nghiệp của Việt Nam. Và khi được diễn tại thành phố Hồ Chí Minh là nơi trung tâm của Việt Nam. Bạn có cái kế hoạch nào để quay trở lại Sài Gòn nữa không ạ? Do you have another plan after the show? Do you want to come back? Of course, I need to come back again. Yeah, đương nhiên là Linh sẽ muốn trở lại để làm việc với ekip của Việt Nam. Because Vietnam, people Vietnam very nice to me. Yeah. Bởi vì tất cả các bạn Việt Nam rất là dễ thương và rất là thân thiện với Linh. Yeah. I fall in love with Vietnam. She rất là yêu Việt Nam và cho đến thời điểm hiện tại. Xin cảm ơn. Cảm ơn.